hôm nay đại lý Rohe Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái bộ sen cao cấp nhất của Rohe và có cái giá tương đối là cũng rất là cao. Giá gốc của đề xuất của nó là khoảng 662 triệu, thì cái này nói chung là nếu tính theo Việt Nam là hơn nửa tỷ đồng. Thì bộ sen này nửa tỷ này thì nó có những cái gì đặc biệt là nó có những cái chức năng cao nhất của về sen vòi, và nó còn có giống như là gọi là nó đưa đến một cảm giác rất là sảng khoái khi sử dụng. Riêng chúng ta sẽ quan sát đây là cái bộ điều khiển của cái vòi này, thì nó có đến 3 mặt điều khiển âm tường khác nhau để điều khiển được hết cái bát sen của nó, rất là nhiều chế độ khác nhau. Thì và cái chế độ nước ở đây đều là nhiệt, xin chú ý là chúng ta đều là sen nhiệt độ hết nha, cái này chúng ta điều chỉnh theo nhiệt độ hết. Và cái này nó bao gồm những cái mặt hiệu gì, thì nó bao gồm những cái sản phẩm ở đây nó còn gọi là bộ sen tắm Aqua Smibobly. Cái này đầu tiên là bát sen trần của nó có cái mã hiệu là 263 73001, sản xuất tại Đức và có giá thành đắt nhất trong cái bộ này là 420 triệu. Đó, đây là cái bộ bát sen là cái bộ sen đó là đang hiện tại là chiếm nhiều tiền nhất trong cái bộ này. Ngoài ra chúng ta có bộ bát sen âm bát sen là 263 76001, cũng sản xuất ở Đức. Và cái bộ mặt bộ trộn, đây là cái mặt bộ trộn mà nãy tôi giới thiệu của nó là có 3 cái nè, là 291 2600, rồi bộ trộn thông minh smart box là 356 000000, rồi bộ cấp nguồn điện đây cũng có 2 cái là 263 7400. Tại vì cái bộ này tôi quên giới thiệu là nó còn có chức năng là phát nhạc nữa. Nó bộ truyền điện adapter là 42 42 900, rồi bộ kết nối Bluetooth là 36 37 1000, rồi bộ loa của nó là có 2 cái là 36 36 000, bộ âm cho loa là 29 073 000. Nói chung nó bao gồm rất là nhiều bộ phận trong đây, và tổng giá đề xuất hiện tại là 662 329 500 đồng. Giá này chưa có bao gồm chiết khấu nên quý khách nếu mà mua hàng thì liên hệ chúng tôi sẽ được cái giá thành tốt hơn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trình diễn qua cái sản phẩm này, nó còn thiếu những cái tính năng cơ bản vì nó không đang nằm ở trong phòng tắm, nên quý khách có thể xem qua. Thì đầu tiên tôi sẽ thực hiện là xả cái bát ở giường đây. Đó. Chúng ta muốn mà liệu chúng ta sẽ tăng giảm đây. Chúng ta muốn xả lên hai cái bát, chúng ta ở trên cái bộ phận bên đây. Đó. Gần như chúng ta tắm hết cái kính của người. Đó. Còn nếu mà chúng ta thêm các chế độ bát xa giữa đây. Bây giờ bắt bớt hai này chúng ta quan sát dễ hơn. Đó. Rồi hoặc là có bát mặn nước thì nước cũng cũng khu vực như vậy. Đó. Còn có hai đây có một cái điều chỉnh đây nữa. Cái điều chỉnh này là điều chỉnh phun xương, nó ra cái xương. Đó. Rồi đây có một cái tay sen chúng tôi điều chỉnh, và bây giờ tôi sẽ thử mở lên hết tính năng của nó nha. Chúng ta xem để coi nó cái tổng lượng nước phun ra. Chúng ta cảm giác như một đồng khác, độ thú vị rất là hiện đại và rất là diện tích rất là lớn. Thì cái bộ sen này thì nó không còn cái điểm nào mà chúng ta có thể phân tích mà chê của nó được nữa, nó quá hiện đại và quá nhiều, và cái tính năng của nó đều có cái tính năng hiện đại nhất của Rohe hiện tại là sử dụng nút bấm và điều chỉnh tăng lượng nước mạnh yếu ở vị trí này. Nói chung là ngoài ra thì tôi cũng không thử được cái chế độ loa ở đây, nó cái nối Bluetooth để bật nhạc lên chúng ta tắm, để lúc chúng ta tắm. Nói chung cái cảm giác của cái sen này thì tôi nghĩ là rất là tuyệt vời. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc click vào trang kdn.vn để xem từng bộ phụ kiện của sản phẩm này. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.